Yoga là một trong những bộ môn giúp giảm stress vô cùng hiệu quả. Chỉ 10-15 phút luyện tập mỗi ngày là đã giúp bạn có một tinh thần sảng khoái, xua tan áp lực, mệt mỏi, đặc biệt là trong mùa thi. Chuyên mục Được Cả Đôi hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn những tư thế yoga vô cùng đơn giản và hoàn toàn có thể tập luyện tại nhà. Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục Được Cả Đôi. Các bạn thân mến, mùa thi cũng chính là thời điểm mà những cơn stress rất dễ dàng ghé thăm chúng ta. Và yoga là một trong những lựa chọn giúp cho cơ thể trở nên thư giãn và thậm chí là giúp cho đầu óc của chúng ta trở nên minh mẫn hơn rất là nhiều nữa. Ngày hôm nay, hãy cùng với Danh Hùng đồng hành với cả một huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp để trải nghiệm một vài những động tác cơ bản giúp cho chúng ta vượt qua mùa thi trở nên dễ dàng hơn. Và đồng hành với tôi ngày hôm nay đó chính là huấn luyện viên Tuyết Hương đến từ trung tâm Hương Anh Yoga. Xin chào chị ạ. Tư thế số 1, tư thế gập người nắm ngón chân cái. Ngồi thẳng lưng, thẳng chân, dựng hai bàn chân vuông góc, cố gắng không hở theo chân. Hít sâu vươn dài người lên, kéo dài lưng một cột sống. Từ từ thở ra, vươn dài người, vươn dài người, vươn dài người. Hai tay, nếu có thể nắm lấy hai ngón chân cái của chúng ta. Đẩy mông ra sau để vươn dài cột sống. Thẳng tay, thẳng lưng. Hít sâu và từ từ thở ra, xếp lại, xuống, vươn dài người nữa, hạ thử tay xuống. Chúng ta chỉ cần cứ tập và cảm nhận cơ thể của chúng ta, không làm đau cơ thể. Tư thế số 2, tư thế cây cầu. Từ từ co hai gối lại, hai bàn chân chạm vào gần mông của chúng ta. Hít sâu, từ từ đẩy hông lên, đẩy ngược lên. Lùi hai tay vào phía trong, đẩy căng ngực lên nữa. Từ từ thở ra, hạ người, hạ hông, hạ dần xuống, trở về tư thế ban đầu. Tư thế số 3, tư thế cái cày. Hai tay úp xuống thả, hít sâu từ từ nâng chân lên 90 độ. Hít sâu từ từ, dùng cơ bụng, siết cơ bụng, nâng chân lên, đẩy chân về phía trước qua đầu. Chống, 10 đầu, ngón chân xuống thả. Thở ra nhẹ nhàng, hạ vai xuống, hạ vai xuống, đưa chân về vị trí ban đầu. Các bạn thân mến, lần đầu tiên đến với yoga nhưng mà tôi thực sự cảm thấy bộ môn này đã mang đến cho mình rất là nhiều những lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần. Và hy vọng rằng có những chia sẻ nhỏ nhỏ như thế này có thể giúp cho các bạn sĩ tử bước vào mùa thi thật tốt. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.